Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên mình sẽ đặt z bằng a cộng bi. Sau đó chúng ta thế cái cục này vào đây. Tiếp tục, chúng ta sẽ sắp xếp phần thực và phần ảo. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Sau đó chúng ta áp dụng mô đun của số phức thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 phần thực tất cả bình phương cộng phần ảo tất cả bình phương sẽ bằng căn bậc 2 phần thực tất cả bình phương cộng cho phần ảo tất cả bình phương. Sau đó chúng ta bình phương cho hai bên để bỏ căn bậc 2 đi. Cái cục này chúng ta sẽ có a bình phương cộng 4a cộng 4. Còn cái cục này là b bình phương trừ 4b cộng 4. Còn cái cục này á, khi chúng ta có dấu trừ đúng không? Chúng ta lấy dấu trừ ra bên ngoài, trừ 1 tất cả bình phương, nó sẽ biến đổi thành b cộng 2. Và chúng ta sẽ có là b bình phương cộng 4b cộng 4. Tiếp tục, chúng ta bỏ a bình phương đi. B bình phương luôn. Số 4 chúng ta cũng bỏ luôn. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại. Trừ 4B để sang bên đây. Thì chúng ta sẽ có 8B. Sau đó mình chia hai vế cho số 8. Chúng ta đã xong cục này. Bây giờ chúng ta sang cục thứ 2. Z chúng ta đổi thành A cộng BI. Tương tự z gạch đầu a trừ bi. Tiếp tục b á, chúng ta đổi thành cái cục này. Sau đó chúng ta sắp xếp phần thực và phần ảo. Thì chúng ta sẽ có là a là phần thực nè. Phần ảo là 1 chia 2a cộng 1 chia cho 2a trừ 2. Cục tiếp theo, phần thực sẽ là a trừ 1 và phần ảo sẽ là trừ cái cục này với là trừ 2. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại. 1 chia 2 trừ cho 2 sẽ là trừ 3 chia 2. Cục này sẽ là trừ 1 chia 2a và trừ 1 chia 2. Trừ 2 với trừ 1 chia 2 là trừ 5 chia 2. Và bây giờ chúng ta áp dụng mô đun của số phức. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Chúng ta nhấn vào Shift cái cục này và mình viết nguyên cái cục này vào máy luôn. Shift show cái cục này. Và chúng ta có kết quả là như thế này. Bỏ cái cục này đi. Chúng ta ra 4.123410. Thì mình so sánh với đáp án. Thì đó chính là câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.